Chào anh em, hôm nay mình ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe Mazda. Mazda ở đây mình đang có Mazda 3 bản sedan. Thì Mazda 3 sẽ có hai bản là bản sedan và hatchback. Bản sedan thì sẽ có bản 1.5 và bản 2.0. Bản này mình đang có ở đây là giá là 669 triệu nhá. Thì về Mazda 3 ấy, thì chắc là anh em cũng biết là đây là chiếc xe quốc dân của Mazda. Gần như anh em thấy xe Mazda chạy ngoài đường thì chủ yếu là CX-5 hoặc là Mazda 3. Mazda 3 thì phiên bản này của mình là bản 2019 nhá, nhưng mà vẫn là form cũ thôi, nên là anh em, rất nhiều anh em lên kêu ở đây là xe cũ 2018, nhưng mà mình đính chính lại là xe này sẽ sản xuất 2019, thế nên nó là xe 2019. Đến lúc anh em bán xe cũ thì cũng tính là đời 2019 thôi, nhưng mà phiên bản này chưa phải là bản nâng cấp mới nhất. Thì lúc nào mà có bản nâng cấp mới nhất thì mình sẽ giới thiệu cho anh em. Hôm nay chủ yếu mình sẽ giới thiệu qua cho anh em về một số cái option trên xe, công nghệ cao cấp hiện tại đang có. Ngoài ra thì quan trọng nhất là hiện tại về giá bán. Theo mình cập nhật thì giá bán Mazda 3 hiện tại đang là có mức giá giảm sâu nhất ở cái phân khúc hạng C. Con này đang có mức giá là 669 triệu anh em nhé. Nhưng mà tổng ưu đãi theo mình cập nhật tại đại lý Mazda là ưu đãi tổng bây giờ được khoảng 70 triệu. Thì Mazda 3 phiên bản này là bản 1.5. Thì xe sẽ trang bị cho anh em ở đây là anh em sẽ có một cụm đèn là đèn halogen nhé. Ở đây sẽ có một cụm đèn là đèn halogen, là đèn pha, đèn cốt. Đèn sương mù sẽ là đèn LED nhé. Anh em sẽ có một đèn LED ban ngày. Xe sẽ không có cảm biến trước sau nhé. Về Mazda 3 có một cái nhược điểm một chút là xe sẽ không có cảm biến trước sau. Về cái thiết kế phía trước, mặt ca lăng phía trước của Mazda, thì cái mặt ca lăng phía trước thì anh em có thể thấy là nhận ra rất là rõ cái ngôn ngữ thiết kế chủ đạo của các dòng Mazda. Về cái phần cánh tản nhiệt phía trước có một cái đường mạ chrome rất là sang trọng. Cái thiết kế thì vẫn là giữ cái thiết kế cũ thôi. Theo Mazda đó là thiết kế Kodo, gọi là linh hồn của chuyển động ấy. Thì anh em nhìn qua một chút về tổng thể xe nhé. Thì xe sẽ có kích thước dài là 4m, gần 4m6, rộng hơn 1m7, gần 1m8, cao 1m45, khá là thoải mái. Đây, ở đây xe sẽ trang bị cho anh em một bộ vành. Vành này ở đây là sẽ là vành 16 nhé. Vành 16 và phanh đĩa 4 bánh. Trang bị theo xe sẽ là an toàn, sẽ là có ABS 4 bánh này, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, ổn định thân xe. Túi khí sẽ có 4 túi khí anh em nhé. Đây, gương là gương này, chưa phải gương auto đâu, gương điện rồi, chỉnh điện có nút gập nhé. Nhưng mà là gương chỉ có nút bấm để gập thôi, chưa phải gương auto. Tích hợp xi nhan trên gương, xi nhan hơi nhỏ một tí ở đây. Con này sẽ có cửa nóc nhé. Ở phiên bản Mazda này sẽ có cửa nóc cho anh em. Tích hợp tay nắm cửa thì là cùng màu thân xe, và có tích hợp nút bấm mở cửa trên tay nắm cửa. Về Mazda 3 anh em có thể thấy cái thiết kế của xe là cái thiết kế Kodo ấy, linh hồn chuyển động ấy. Thì nó sẽ giống như một con báo đang di chuyển. Đấy là thiết kế của Mazda. Gần như các dòng Mazda thì nó sẽ có thiết kế rất là giống nhau, đều mang một cái hơi hướng thiết kế giống nhau. Phanh sau của anh em cũng sẽ được trang bị là phanh đĩa 4 bánh nhá. Tất nhiên rồi, phân khúc này vẫn là lốp Bridgestone nhé. Đấy, vành là vành 16, bản cao cấp hơn sẽ có vành đẹp hơn, có la răng đúc hợp kim. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì theo công bố của Mazda ở đây sẽ là loanh quanh khoảng hơn 6 lít đi kết hợp và loanh quanh 8 lít đi đô thị nhé. Loanh quanh tầm khoảng 6 lít nếu anh em đi kết hợp, khá là tiết kiệm nhiên liệu. Và xe thì anh em lấy ở đây xe đã có dán kính rồi. Về cái thiết kế phần đuôi xe nhé, đuôi xe anh em thấy là thiết kế nó rất là đẹp. Về cái thiết kế của Mazda anh em thấy là cái phần nắp cốp sau sẽ ngắn, cái đầu sẽ dài, nên anh em lái xe chú ý. Vì các dòng Mazda thì đầu xe khá là dài, nên anh em sẽ phải có một chút, anh em có lẽ lên lắp thêm cảm biến phía trước để tránh va chạm khi anh em tiến. Còn cái phần cụm đèn sau thì vuốt rất là đẹp, rất là mảnh, Mazda 3. Xe sẽ không có cảm biến lùi nhé, xe không có cảm biến lùi cho anh em. Nhưng mà xe sẽ có trang bị camera lùi để thay thế rồi, khá là tiện. Công nghệ sẽ là công nghệ động cơ, và công nghệ khung gầm sẽ là SkyActiv, là công nghệ giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng cái công suất sử dụng của xe. Ngoài ra cái bản này, bản nâng cấp Mazda 3 này đã có thêm công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vector, có nghĩa là giúp anh em kiểm soát gia tốc khi mà anh em lái xe. Mà đây mình sẽ giới thiệu một chút cho anh em về cái nội thất trong xe Mazda 3 nhé. Về nội thất trong xe thì Mazda 3 ấy, nội thất nó sẽ có là nội thất là ghế bọc da nhé. Nội thất là ghế bọc da. Hàng ghế phía sau ngồi khá là thoải mái. Sẽ không có cửa gió điều hòa nhé. Nhưng mà anh em sẽ có cửa sổ nóc. Đây, mình sẽ ngồi thử cho anh em xem. Với chiều cao 1m81 thì anh em ngồi sau xe Mazda 3
thì anh em sẽ không bị chạm đầu gối. Hàng ghế phía trước đã để thoải mái này, rất là rộng và thoải mái. Đầu sẽ có vẻ cảm giác tôi ngồi hơi cấn một tí, nhưng mà anh em chiều cao dưới 1m8 thì ngồi thoải mái, 1m9 trở lên thì chắc là phải mua xe to hơn. Thế thôi, nội thất thì cũng không có gì nhiều. Con này trang bị là cho anh em là 6 loa, 4 túi khí. Ghế tất cả ghế chỉnh cơ hết nhá, anh em xem. Tất cả các hàng ghế chỉnh cơ. Tất cả các hàng ghế chỉnh cơ thôi. Con này là con xe có 4 túi khí cho anh em. Đây, à ghế chỉnh điện, sorry anh em. Ghế là chỉnh điện. Bản Mazda 3 đã được nâng cấp tất cả ghế chỉnh điện rồi. Điều hòa tự động nhá. Phần vô lăng này là vô lăng 3 chấu tích hợp giữ ga tự động Cruise Control, gửi số cho vô lăng này, khởi động thông minh Start Top. Thì một lát nữa thì mình sẽ nổ máy lên để cho anh em xem về cái option của xe nhé. Ok anh em, thì về nội thất anh em có thể thấy là trang bị nội thất trên Mazda 3 rất là tiện nghi và trẻ trung. Thứ nhất là anh em sẽ có một cái màn hình DVD. DVD ở đây là màn hình cảm ứng nhá, 7 inch nhá. Đấy, ở đây sẽ có điều hòa cho anh em là điều hòa tự động, điều hòa auto nhé, điều hòa tự động auto. Hộp số con này sẽ là hộp số tự động 6 cấp nhưng mà sẽ có chức năng sport nữa, lái thể thao nữa, rất là hay. Giữ ga tự động này, con này có hệ thống là iStop cộng thêm có cả phanh tay điện tử này. Ở đây anh em sẽ có một cái gọi là Mazda Connect giúp anh em có thể là điều khiển cái màn hình trung tâm rất là tiện. Này, ở dưới này tăng giảm âm lượng. Nói chung là về nội thất thì Mazda thì vẫn nổi tiếng về cái sự trẻ trung này, tiện nghi này. Còn có một chút khi mà lái xe Mazda thì anh em chú ý một chút thì như mình lái, có lẽ mình lái các dòng xe đầu ngắn nó sẽ quen. Mazda anh em đầu dài anh em chú ý căn cái phần đầu một chút thôi. Quan trọng là hiện tại mức giá đang rất là tốt vì chuẩn bị ra mắt, sắp ra mắt phiên bản mới. Và hiện tại là Mazda đang có rất nhiều cái cạnh tranh ở cái phân khúc này. Thì giá 669 nhưng mà hãng đang ưu đãi anh em tới 70 triệu. Nên thời điểm này thì mình nghĩ mua Mazda 3 là hợp lý. Thì anh em mà nếu mà có nhu cầu lấy xe thì có thể liên hệ theo mình, theo số hotline mình sẽ để ở dưới cho anh em để được tư vấn trực tiếp và được hỗ trợ ưu đãi nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của mình. Hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em.